Thường gặp ai ạ? Ở đâu? Dạ. Thì cũng có chị Hồng đó, thì em chở. Bắt đầu trình bày lại đi. Sáng 7 giờ thì có vô quán cà phê đợi có anh đó khoảng 40 tuổi. Rồi em đưa. Lấy đi lúc nào, đi bằng phương tiện gì lên trên đó gặp anh? Số tiền là 250.000 một chuyến, còn tiền hàng đó thì chị Hồng với anh đó nói chuyện với nhau, thỏa thuận với nhau, em không biết. Bắt đầu trình bày lại đi. Sáng 7 giờ thì có vô quán cà phê đợi có anh đó khoảng 40 tuổi, rồi 10 giờ anh về. Thường gặp ai ạ? Ở đâu? Về tới mấy 10 giờ anh về. Thường gặp ai ạ? Ở đâu? Về. Thì cũng có chị Hồng đó, thì em chở. Bắt đầu trình bày lại đi. Sáng 7 giờ thì có vô quán cà phê đợi có anh đó khoảng 40 tuổi, rồi em đưa. Lấy đi lúc nào, đi bằng phương tiện gì lên trên đó gặp anh? Số tiền là 250.000 một chuyến, còn tiền hàng đó thì chị Hồng với anh đó nói chuyện với nhau, thỏa thuận với nhau, em không biết. Bắt đầu trình bày lại đi. Sáng 7 giờ thì có vô quán cà phê đợi có anh đó khoảng 40 tuổi, rồi 10 giờ anh về. Thường gặp ai ạ? Ở đâu? Về tới.